Hai các bạn, vào ngày 2 tháng 1 thì tập 1 Bố Già, bộ phim drama đầu tay của Trấn Thành đã ra mắt khán giả. Phim cán mốc hơn 1 triệu view chỉ sau chưa đầy 2 tiếng đồng hồ phát hành. Không chỉ có dàn diễn viên ngôi sao, Bố Già còn có nội dung hấp dẫn và vô cùng hài hước. Và sau chưa đầy 24 giờ, Bố Già cán mốc 6 triệu lượt view và lọt top 2 trending YouTube Việt Nam. Con số tăng lên nhanh chóng, hiện tại đã có hơn 16 triệu lượt xem. Mới đây, Trấn Thành cũng đón nhận thêm tin vui khi là nghệ sĩ hài đầu tiên sở hữu kênh YouTube có hơn 3 triệu người theo dõi. Dù là phim chiếu mạng nhưng đầu tư chỉnh chu, nội dung được nhận xét là chân thật, cảm xúc, nhất là lời phần thoại chiếm được cảm tình của khán giả. Mình tin rằng hẳn các bạn cũng giống như mình, bên cạnh dành sự quan tâm cho bộ phim là nội dung bộ phim như thế nào, có hay không, có vui không, thì với cái lượt view khủng như thế này, Trấn Thành sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ kênh YouTube? Hôm nay thì vô tình mình đọc một cái bài báo về phim Bố Già, thì bài báo đó có nói là Trấn Thành hé lộ cái số tiền mà Trấn Thành đầu tư cho cái bộ phim Bố Già này là 4 tỷ đồng. Và các bạn biết không, theo kinh nghiệm làm YouTube của mình thì với một cái video trung bình khoảng 20 phút của mình mà với 1.000 lượt view, mà mình tin chắc rằng khi các bạn mà xem video của mình, các bạn sẽ không xem chi tiết từng giây giống như là các bạn xem phim của Trấn Thành làm đâu. Các bạn sẽ lướt nhanh những cái đoạn các bạn cảm thấy chán hoặc là các bạn cảm thấy không muốn coi. Và mình dựa vào đó thì mình thấy cứ 1.000 view cho một cái video khoảng 20 phút của mình thì mình có được khoảng 10 đô. Thì với video bộ phim Bố Già của Trấn Thành, mình tin rằng bất cứ ai khi mà click vào coi thì sẽ coi rất là chi tiết cho từ đầu tới cuối, bởi vì sau khi xem phim này thì mình cảm nhận cái phim này thật sự rất là hay, mang cảm giác rất là gần gũi, thành ra là mình không có muốn mà lướt nhanh hay là nhảy đoạn nào trong cái bộ phim này hết. Mà bộ phim này thì dài hơn 40 phút, mình nhớ hình như là 43 phút. Thì các bạn thử nghĩ coi, nếu như vậy thì 1.000 view của cái bộ phim Bố Già này thì Trấn Thành sẽ được bao nhiêu tiền? Mặc dù mình biết là cái lượt view của phim Bố Già này đa số là những cái lượt view này từ ở Việt Nam nhiều hơn là những lượt view từ ở những cái nước ngoài khác, nhưng mà mình cho các bạn một cái số trung bình, một video của mình dài 20 phút mà 1.000 view có khoảng được khoảng từ 10 đồng, thì cái bộ phim Bố Già này dài hơn 40 phút thì 1.000 view á, mình cho trung bình, tính trung bình hết là view từ Việt Nam hay view từ Mỹ hay view từ Úc hay view từ các nước trên thế giới, là 1.000 view là khoảng 20 đồng, tức là 20 đô la. Vậy suy ra thời điểm hiện tại, phần 1 của bộ phim Bố Già này đang được gần 17 triệu lượt view, thì nhân cho 20 đô cho 1.000 lượt view là bây giờ Trấn Thành đang có khoảng 340.000 đô. Và 340.000 đô quy ra tiền Việt của mình á, hiện tại là 7 tỷ 820 triệu. Thì con số 7 tỷ 820 triệu này chỉ tính từ 17 triệu view cho phần 1 của Bố Già thôi đó các bạn. Trong vài ngày tới, trong vài tháng tới thì có số lượt view này sẽ còn nhảy lên nữa. Rồi Trấn Thành còn phần 2, phần 3 nữa, thì các bạn nghĩ đi, số tiền mà Trấn Thành được từ YouTube cho cái bộ phim Bố Già này nó khủng như thế nào. Trong khi Trấn Thành hé lộ cái số tiền anh đầu tư cho bộ phim này là chỉ có 4 tỷ đồng. Wow. Chuyện phim bắt đầu với khung cảnh viên mãn của ông Thành trong một ngôi biệt thự sang trọng. Thế nhưng đó chỉ là giấc mơ của ông mà thôi. Ông bị chú chó đánh thức dậy giữa một ngôi nhà cấp 4 chắp vá, cũ kỹ, và bắt đầu một ngày mới với công việc chạy xe ôm của mình. Tuy là người cộc cằn và ăn nói khá thô lỗ, như ông hết mực yêu thương vợ con,
đồng thời có mối quan hệ tốt với những người sống trong khu chung cư như bà Tân Vê Lốc, bà Sáu Ngọt Ngào, hay là anh chàng bán báo, hay là mẹ con cô bé Nắng. Giữa lúc đang rầu rĩ vì ế khách mà còn mất mối, ông Thành nhận được lời yêu cầu của một vị khách lạ yêu cầu chở xuống Bình Dương để tặng quà sinh nhật cho con gái. Vì hôm nay cũng là sinh nhật con gái của mình nên ông Thành đồng ý đi để kiếm thêm tiền. Khi đến nơi, người khách phát hiện vợ mình đã có chồng trong thời gian 15 năm ông ngồi tù. Vì gánh tội cho anh em nên ông bỏ lại gia đình và nhận sự chỉ trích thậm tệ từ vợ cũ. Đứng nhìn cảnh đó, ông Thành thấy chuyện bất bình chẳng tha, liền lao vào nói phải trái. Hai bên xảy ra xô xát phải lên đồn công an giải quyết. Lúc này, gia đình ông Thành đang mòn mỏi chờ ông về để đón sinh nhật lần thứ 18 của cô con gái Úc. Sau những rắc rối của cuốc xe đặc biệt, ông Thành chở người khách về lại điểm đón ban đầu. Lúc này, ông phát hiện ông khách không đủ tiền trả như cam kết. Tuy nhiên, do thương hoàn cảnh nên bằng lòng bỏ qua. Thấy ông Thành hiền lành, nghĩa khí, nên ông khách quyết định trao món quà sinh nhật đã chuẩn bị cho con gái gửi tặng con của ông Thành. Không một xu dính túi để về lại, không thể trao quà cho con, người cha tội nghiệp đành ngồi lại tại bến xe buýt. Tuy chạy cả ngày ngoài đường vất vả lại không được đồng bạc nào, nhưng biết người khách của mình không còn đồng xu dính túi nên ông Thành đã quyết định quay trở lại. Ông nhất quyết trả lại số tiền trước đó đã nhận. Quả quyết, con tôi cần món quà đó hơn nhưng ông cần số tiền này hơn. Ai cần gì thì giữ cái đó. Chi tiết tưởng chừng như đơn giản này lại phản ánh sâu sắc tính nghĩa khí của ông Thành. Tuy cần tiền để trang trải cuộc sống nhưng ông vẫn sẵn sàng tương trợ một người xa lạ với mong muốn họ sống tốt hơn. Trải qua một ngày dài mệt mỏi, ông Thành trở về nhà khi cả gia đình đã quá mòn mỏi vì chờ đợi. Ông và vợ cãi nhau vì câu chuyện ông kể quá khó tin. Bữa cơm nguội lạnh với những giọt nước mắt của cô con gái. Lúc này, ông mới lặng lẽ mang hộp quà trao cho con, áy náy nói lời xin lỗi. Giữa lúc hai cha con đang trò chuyện thì bất ngờ có một nhóm người đến đập cửa ầm ĩ. Xét đánh ngang tai khi ông Thành biết được là bà Lan, vợ mình đang nợ giang hồ 20 triệu đồng. Với một gia đình nghèo khó như nhà ông Thành, số tiền đó thật sự là một gánh nặng quá lớn. Liệu ông sẽ làm gì để giải quyết khó khăn trước mắt? Đó là nội dung mình tóm tắt cho các bạn nghe. Sau khi các bạn nghe mà các bạn muốn xem cái bộ phim Bố Già phần 1 này của Trấn Thành, mình có pin cái link của bộ phim này ở trên top của comment. Nếu bạn nào muốn xem thì xuống comment click vào link để mà xem nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mình chúc các bạn có được một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn nào thích video của mình, xin hãy nhấn nút đăng ký cũng như nút like để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha. Bye!